Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Xin thú thật một điều là mình có một chút vấn đề liên quan tới tư duy ngày tháng và giai đoạn khủng khiếp nhất trong năm dành cho mình chắc chắn là khoảng thời gian này. Khi mà mình phải nhớ thứ ngày tháng năm theo lịch dương như bình thường thì mình còn phải cố gắng nhớ ngày tháng năm theo lịch âm nữa. Và hai thể loại lịch này nó lẫn lộn trộn với nhau làm cho mình không thể nào mà tay nào nhớ nổi được hết hôm nay ngày mới theo lịch âm và còn mà bao nhiêu ngày nữa tới Tết. Và dành riêng cho những con người như mình thì lúc nào đồng hồ hay lịch là những thứ mà luôn luôn phải nằm bên cạnh để mình một phát là có thể lấy ra xài luôn. Giữa muôn hình vạn trạng hàng ngàn những ứng dụng lịch vạn niên cho xem lịch ở trên Google Play và App Store thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn những ứng dụng mình hay dùng, ứng dụng mình cho là tốt nhất, hiệu quả nhất, nhiều tính năng nhất, mượt mà nhất, ít quảng cáo nhất. Cái thủ thuật lần này thì không giống như những cái thủ thuật lần trước nha, mình không phải đọc tên một ứng dụng nào đó rồi các bạn lên Google Play và App Store tải về là được. Bởi vì trên cái kho ứng dụng của Google và Apple thì có quá trời những ứng dụng nó tên là lịch vạn niên và cái nào trong cũng giống giống nhau. Các bạn sẽ không biết là cái mình chia sẻ trong video là cái nào để mà tải về cho đúng đâu. Nên là cứ click vào đường link bên dưới mình để. Các bạn dùng iOS, dùng iPhone thì tải vào cái link App Store. Còn dùng Android thì tải vào cái link còn lại là được. Vậy ha. Và theo mình nghiên cứu dù là một ứng dụng thôi nhưng mà trên App Store lại tên khác. Còn tên Google Play là tên khác. Thì trên điện thoại Android của mình nó tên là ứng dụng Lịch Việt. Ít nhất thì đã là một ứng dụng có giao diện phẳng, có chuyển cảnh, có chia tab, nó khoa học và cho mình thấy là có nhiều công phu đầu tư trong việc thiết kế cái app này chứ không như những cái app lịch vạn niên khác, nó chả khác như một cuốn lịch bình thường ép thêm một vài tính năng vô. Ngay tab đầu tiên các bạn thấy thì chúng ta sẽ thấy ngày tháng năm ở đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Những ngày nào ở chấm màu vàng đó là ngày hoàng đạo, chấm màu xám là ngày hắc đạo. Ví dụ như hôm nay là ngày 17 dương và số nhỏ bên dưới là ngày âm. Mấy cái này thì chắc là mình không chia sẻ các bạn cũng biết. Có mấy cái rất là hay, ví dụ là tử vi hàng ngày nè, xem ngày hôm nay tốt hay không, xem ven khấn, khấn dân sao giải hạn, nghi lễ khác, ven khấn Tết Nguyên Đán, có rất là nhiều loại ven khấn khác nhau. Cái này là mình nghĩ sẽ nhiều người cần tới này. Rồi các bạn còn lan xuống bên dưới sẽ thấy là những sự kiện quan trọng, ví dụ hôm nay là ngày ông Táo về trời này, rồi tới Tết Nguyên Đán là 7 ngày nữa. Thời tiết hôm nay cũng có, rồi ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều danh ngôn, tục ngữ, những câu trích dẫn hay mà ứng dụng này đã có, ví dụ như là câu gì đây? Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách, có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. Ông biết câu này có vẻ hơi bi quan về tình yêu cái. Hay là bên dưới chúng ta có phần đếm xuôi ngược. Thì sẽ còn đúng 7 ngày 12 tiếng 37 phút và 10 giây nữa là tới Tết Nguyên Đán. Hay là có cả những phần như là góc thư giãn, video hay, bài viết truyền cảm hứng, tạp chí ảnh hay là gửi thiệp. Có thể bạn chưa biết, nói chung là nhiều, vô cùng nhiều. Nếu mà các bạn không biết lướt cái gì hay là lướt Facebook quá chán những nội dung các bạn không muốn xem thì mình nghĩ đây giống như một cái mạng xã hội, một nơi cung cấp thông tin những thứ vui vẻ các bạn nghe để mà cảm thấy tích cực hơn thì đây là một những cái app các bạn nên sử dụng chứ không chỉ là dùng để xem ngày hay là biết được ngày tháng là sao. Đó là phần trang chủ tổng hợp hết tất cả tính năng, còn các bạn muốn xem ngày thôi thì chuyển qua phần lịch ngày. Ở đây thì nó sẽ có giao diện giống như một tờ lịch, một cái blog lịch bình thường. Hôm nay là ngày ông Táo về trời này, vuốt một cái thì đã qua 18, 19, 20, bỏ qua con Táo này, 21, 22, 23, 24, 25 là mùng 1 Tết Nguyên Đán, 7 ngày nữa là tới Tết rồi, nhanh ghê chứ. Và khi các bạn chọn đúng một ngày thì các bạn bấm vào sẽ xem được hết thông tin của những ngày này, bao gồm thứ ngày tháng năm, giờ hoàng đạo và tất cả những thứ mà các bạn cần quan tâm liên quan tới mặt tử vi trong ngày tháng này thì đều được cập nhật bên trong ứng dụng này. Sau cái tab lịch ngày chính là cái tab sự kiện, ở đây thì mình sẽ theo dõi được những sự kiện sắp tới như là Tết Nguyên Đán này, hội đền Đống Đa, phải là khai hội chùa Yên Tử, nói chung là những cái sự kiện diễn ra sắp tới. Và không giống như những ứng dụng lịch mà đến từ Google chẳng hạn thì nó chỉ cập nhật những ngày lễ lớn thôi, thì ứng dụng lịch đến từ Việt Nam như thế này thì nó sẽ cập nhật hết tất cả những cái ngày lễ hay là ngày hội quan trọng. Rồi cờ ven khấn, sông đất, xem sao, tử vi chọn đời, bối tình duyên, giải mộng, la bàn, thức lỗ ban, nhịp sinh học, trung hoàng đạo, đổi ngày, nói chung là rất nhiều thứ mình đã chia sẻ ở đoạn trang chủ đã có rồi. Cuối cùng là phần khám phá, phần này rất là hay này, chúng ta xem được ngày này năm xưa, tức là những sự kiện lịch sử nổi tiếng mà đã diễn ra vào đúng ngày này trong những năm trước đây, ví dụ như động đất ở Kobe năm 95 nè, hay là ngày mất của đại kiện tướng cờ vua Bobby Fischer, ông này mình không biết, nhân vật thủy thủ Popeye Ramek năm 1706. Ồ, ông này hai cái này hay này. Hay là ở đây có các phần như danh ngôn, lễ hội, phong tục, hát ru, đồng dao, gửi thiệp, đếm ngược đếm xuôi, truyện tiểu lâm, rất là nhiều thứ hay ho bên trong ứng dụng này, chỉ gói gọn bên trong ứng dụng khoảng 20+ MB thôi nên các bạn nên tải về và dùng thử. Ngoài ra thì ứng dụng này còn có một bản pro để loại bỏ hết toàn bộ quảng cáo và mở khóa thêm một vài tính năng nữa, một năm chỉ có 22.000 thôi. Do vậy nên mình nghĩ đó là ứng dụng mà người dùng điện thoại thông minh nào cũng nên có trong thời điểm này. Các bạn thấy sao về ứng dụng lịch vạn niên mà mình chia sẻ? Bạn thấy ứng dụng lịch vạn niên nào mà tốt hơn nữa, có nhiều tính năng hơn mà lại miễn phí thì nhớ chia sẻ bên dưới phần bình luận này của video để mình và nhiều bạn khác cùng biết ha. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chúc mừng năm mới.